Với các bà nội trợ thì một trong những nỗi băn khoăn lớn nhất là không biết nguồn gốc bó rau, miếng thịt mình mua hàng ngày là ở đâu, được trồng, được nuôi như thế nào và có uy tín đảm bảo hay không. Nhằm giúp giải tỏa mối lo thường trực này của các chị em, sáng nay 26 tháng 10, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc của thịt lợn. Theo đó thì từ ngày 10 tháng 12, người tiêu dùng có thể biết được nguồn gốc của thịt lợn nhờ vào chiếc điện thoại di động của mình. Cụ thể là sau khi lợn được xẻ thành từng miếng, sẽ đeo vòng nhận diện, kiểm dịch viên sẽ đóng dấu điện tử lên vòng nhận diện để xác định nơi giết mổ, thời gian giết mổ và chứng nhận an toàn thực phẩm. Tiếp đến, miếng thịt lợn có vòng nhận diện được phân phối về chợ sỉ và ban quản lý chợ kiểm tra. Nếu có vòng nhận diện thì mới được nhập vào chợ. Riêng tại chợ bán lẻ thì tiểu thương nhận thịt lợn phải kích hoạt tất cả các vòng nhận diện. Khi bán cho người tiêu dùng, tiểu thương dùng tem có in mã QR code đã mua từ ban quản lý chợ và dùng điện thoại kích hoạt tem này để dán vào trong túi đựng thịt lợn. Từ đó thì người tiêu dùng có thể truy xuất các thông tin về thịt lợn như là trang trại, địa điểm, thời gian giết mổ qua tem có in mã QR code bằng điện thoại smartphone, tải ứng dụng TE-APP miễn phí trên Internet. Được biết là mỗi con tem dùng để in mã QR code có giá là 25 đồng và một bảng tem có 50 con. Như vậy thì chi phí để truy xuất nguồn gốc cho một con lợn từ trang trại đến bàn ăn thì chỉ mất khoảng 9.800 đồng.